Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em báo giá về rất là nhiều xe, từ máy dầu cho đến máy xăng, mẫu xe tiền cho đến xe đời cao, đời thấp nha. Đây là mẫu Fortuner 2010 cô chú anh chị ạ. Một mẫu SUV máy dầu hàng G, bản số 66A08502 nè. Fortuner nha cô chú anh chị nha. Bản MT số sàn nha cô chú anh chị. Nội thất ở trong nè, đẹp sạch sẽ. Đời 2010 470 triệu. Đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua có bớt cho cô chú anh chị luôn nha. Đó. 470. Đẹp chưa? Mẫu Fortuner hàng G. Dòng này hơi tiết kiệm nhiên liệu rồi. Toyota là ngày xưa đã tiết kiệm nhiên liệu rồi, thiết kế ra hơi một mẫu máy dầu thì cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu nữa. Em này đâu đó kịch kim cho cô chú anh chị 7-8 lít, hết cỡ trên 100 km thôi. 470 triệu có bớt cho bà con cô bác, đời 2010. Kế bên đây chúng anh còn mẫu Ford Everest. Một dòng xe rất là nhiều cô chú anh chị ưa chuộng và rất là nhiều bà con tìm đến nó. Thương hiệu đến từ Mỹ nha. Đập vô mắt bà con cô bác là bộ tem rim chữ Durato còn nguyên bản như thế này. Dòng này cũng gầm cao, máy thoáng cực kỳ, không kém gì em Fortuner nha. Tiết kiệm nhiên liệu luôn, 7-8 lít dầu trên 100 km thôi. Là phong dáng em Ford Everest nè, 2008, đăng kiểm tháng 3 năm 2022, xe đẹp nha. Xe này thì Trần Anh đã làm clip chi tiết rồi. Nội thất ở trong sáng tài không? Cô chú anh chị bước xuống xe, cô chú anh chị mở cửa ra, nhìn cái chất xe, cái mùi hương rất là tuyệt vời nha. Đó, xe nắng, xe mưa, chở gia đình đi chơi, dẫn động cầu sau, quá là hoàn hảo trên cuộc đời này luôn. Bay dàn lạch nha cô chú anh chị nha. Keo chỉ thì không phải suy nghĩ đâu, bao rin cho cô chú anh chị. Bên Trần Anh Toàn lấy những xe mẫu xe đẹp về phục vụ bà con ơi. Em này 300, cô chú anh chị nó mua có bớt cho cô chú anh chị luôn. Đó là Trần Anh báo giá tổng thể về bên chi nhánh 3 bên Trần Anh Ô Tô với Hàng Sơn nha. Đây bà con, được chưa? Form dáng khá là mượt mà. Kế bên đây chúng ta sẽ gặp một em máy xăng, một dòng xe Kia Morning. Em này sản xuất năm 2015 nha cô chú anh chị nha. Máy 1.25, đăng kiểm tháng 5 năm 2023, đăng kiểm khá là dài. Nội thất đẹp là đồng sơn rất là ok. Một mẫu hatchback số sàn, tiết kiệm nhiên liệu thì thôi rồi, 5 lít, 100 km, thoải mái cho bà con cô bác chạy luôn. Máy 1.25, bed full hết toàn bộ, bản số 51F20234. Bà con đam mê về mẫu Kia Morning đời 2015 form mới thì alo cho em. Bên đây Trần Anh còn hơi vùng mẫu Kia Karen. Em này thương hiệu đến từ Hàn Quốc nè. Dòng này là số tự động nha cô chú anh chị nha. Số tự động cực kỳ là mượt mà. Chất sơn rin còn, nước sơn cực kỳ là bóng nè. Cô chú anh chị có nước sơn nè, bóng không? Bóng như trăng rằm luôn cô chú anh chị ạ. Hai cụm đèn mới tinh. Mẫu này thì bà con đừng hỏi cho anh có dịch vụ hay không. Máy 2 chấm bản full đời 2009 nha. Số tự động nguyên bản nguyên rin, sạch sẽ lắm. Đấy. Mẫu này thì cô chú anh chị đã quá thân thuộc và quá là thân quen với em Karen. 7 chỗ máy xăng. Dòng này đâu đó cho cô chú anh chị 9 đến 10 lít trên 100 km, số tự động nha. Động cơ mạnh mẽ 2.0. Cục máy hộp số bao rin, không có dấu hiệu khui ra, chỉnh lại mặt nắp ron cam cò. Cô chú chị đam mê về mẫu Karen 2009 đây thì alo cho em. Được chưa? Bên em bán 270 triệu nha. Mẫu Kia Karen nè, cô chú anh chị mua fit 10, nhiệt tình mua cho anh bớt nữa cho. Đó. Chuẩn chưa? Sát bên đây gặp thêm một mẫu Jolly, giá tiền tầm trung, phục vụ những cô chú anh chị kinh tế ít nha. Hai cụm đèn mắt liếc, bản đủ, xe chủ nhà đã full kính đồ chơi rồi. Em này sản xuất năm 2004, đăng kiểm tháng 11 năm 2021. Hết đăng kiểm Trần Anh sẽ đăng kiểm mới cho bà con cô bác. Và đi đôi cho em nó là 5 mâm đúc huyền thoại nha, 4 là giỏ mới tinh. Bận cho em nó một bộ áo nước sơn màu ghi bạc nha cô chú anh chị. Chất sơn rin còn, hòa lẫn chất sơn dặm. Nhưng cái điều mà Trần Anh rất là thích đó là bộ tem rin nó vẫn còn nguyên bản như thế này. Đây ạ. À.
cô chú anh chị yêu cái đẹp, full kính đồ chơi thì alo cho em. Một mẫu xe Mitsubishi 7 chỗ thương hiệu của Nhật. Xe này bên Trần Anh bán giá 140 triệu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua fit 10 triệu còn 130 triệu. Đi đôi cho em là hai cục đèn đứng nguyên bản nguyên rin. Và chúng ta sở hữu dòng xe bánh treo biểu tượng của Mitsubishi, cực kỳ là hấp dẫn. Máy 2.0, chần chờ gì nữa mà không để cho Trần Anh mở cửa vào cho cô chú anh chị cùng tham quan. Đây ạ, trang bị màn hình Android, cam hành trình HD, camera gear đầy đủ các tính năng rồi. Tắp lô, tắp bi liền lẹt. Dòng này nguyên bản nguyên rin của em đây là ghế nỉ hết toàn diện nha. Ghế nỉ hết toàn bộ nha cô chú anh chị nha. Cục máy thì bao êm, hồ sơ ký rút cho cô chú anh chị thoải mái, nên bà con cô ấy yên tâm. Máy móc vẫn bảo hành, máy 6 tháng, số 1 năm. Nguyên tắc của Trần Anh ráng hàng là như vậy. Được chưa? Nội thất cực kỳ là đẹp nè. Em này cũng trang bị hai dàn lạnh thôi, một trước một sau, dàn lạnh độc lập hết toàn bộ. Băng ghế phía sau nè, khá là bà rồ. Anh chị thấy sạch sẽ không? Khá là sạch sẽ luôn. Trần nè, trần mới tinh. Được chưa ạ? Chỉ có 130 triệu sở hữu ngay mẫu Jolly 24 full đồ chơi rồi, 77E1A149 nha. Thêm một mẫu xe tiền để dành cho cô chú anh chị, đó là mẫu Kia Morning. Em này là hàng nhập khẩu, sản xuất năm 2007, Picanto nha. Đẹp chưa? Nhập khẩu nguyên con, số tự động, 51 Sài Gòn 09403. Một mẫu xe nhỏ gọn, máy chỉ có 1.1 thôi, 1.1 thôi cô chú anh chị nha. 15.000 mã lực trên 1.000 tu máy cho cô chú anh chị với động cơ nhỏ bé. Và đi đôi cho em là hai cụm đèn biểu tượng của Picanto bản LX nè, 51 Sài Gòn 09403. Hai cụm đèn rin hết theo xe nè. Mẫu này thì nhỏ gọn, cô chú anh chị mua về cho chị em phụ nữ chở con cái đi học, đưa rước con cái đi rất là tuyệt vời trên một chiếc xe luôn. Nội thất tắp bi tắp lô cực kỳ là ok. Nội thất cô chú anh chị nè, chủ nhà và đồng thời cũng bọc lại toàn bộ ghế da cho em nó rồi. Số tự động nha. Trang bị cụm điều hòa cơ, màn hình, camera da, lóc khóa mở cửa tự động từ xa. Vô lăng đây trang bị là túi khí, hàng nhập khẩu. Một mẫu xe rẻ tiền, tiết kiệm là ở đây. Đó, chị em phụ nữ mua về chạy rất là sướng nha. Bốn kính bấm luôn nha cô chú anh chị nha. Dòng này nguyên thủy của em nó là kính quay tay. Thì hôm nay chủ nhà đã tạo cho em nó một cái phong cách mới, là lên cho em nó một bộ kính bấm nha. Đây là cái Picanto là trước kính bấm sau quay tay. Chủ nhà đã lên toàn bộ kính bấm cho em nó rồi. Hai bên sóng gân không có dấu hiệu là móp méo. 165 triệu xe này nha cô chú anh chị nha. Mua bên Trần Anh bớt cho cô chú anh chị kịch kim, 10 phát hết giá nha. Em đã bớt sát sàn cho bà con cô bác rồi đó. Đăng kiểm tháng 5 năm 2022 nha cô chú anh chị. Bên đây Trần Anh còn một mẫu Life City, em đã sản xuất năm 2008. Một mẫu xe gia đình, máy 1.6, không một ngày giờ chạy dịch vụ đâu. Nước sơn thùng mình căng bóng. Sơn xi bên ngoài Trần Anh đánh giá bộ sơn của nó cực kỳ là đẹp nha. Nè, nước sơn bóng loáng luôn nha cô chú anh chị nha. Ok chưa? Trên mui nè, trên mui rất là sạch sẽ. Một mẫu sedan hai đầu bảng số 60E04392, biểu tượng của Life City. Dòng này có rất là nhiều chức năng, mở cúp điện, nói chung là vân vân và vân vân. Mở cửa ra, chúng ta sẽ gặp toàn bộ là dàn ghế nỉ nguyên thủy, nguyên bản, nguyên rin, không một ngày giờ đồ chế nha. Phần tắp bi thì bốn cánh chỉnh điện và đã được mẹ giả gỗ hết toàn diện nha cô chú anh chị. Nhựa giả gỗ hết toàn diện. Hai bên sóng gân mượt mà như thế này. Được chưa? Đây ạ. À, phần tắp bi bên tài nè, sạch sẽ chưa? Dòng này truyền thuyết của em nó là vẫn là vô lăng ba chấu thôi. Biểu tượng đây là quy biểu tượng của Hàn Quốc nè. Củ số là rin hết, trang bị màn hình camera gear, đầy đủ tính năng và ghế sạch sẽ nè. Anh chị coi từ phần tay gối đổ về là sạch sẽ chưa? Rất là sạch sẽ nha. Chủ nhà lên lót sàn 5D đầy đủ tính năng rồi. Và chương trình mở cúp điện của em xin được phép bắt đầu. Cúp điện đã mở rồi đó bà con. Lấy về chỉ việc chạy thôi. Xe chuẩn lắm. Đây cô chú anh chị,
xa xa ở cuối chân trời nha. Cái cốp của em đó không bao giờ bị hư phai, ok chưa? Rất là tuyệt vời. Đây bà con, cái gầm cỡ này thì chắc chắn cái gầm chả bao giờ mục đâu. Đó là Trần Anh đã review chi tiết về những mẫu xe còn lại bên em rồi. Xét bên đây nữa, chúng ta sẽ gặp bên một mẫu Vios. Em này sản xuất năm 2009, hàng bản E, xa gia đình, không một ngày giờ là dịch vụ nha cô chú anh chị nha. Và đồng thời một người anh trai ở trên Đà Lạt hoàng hôn cũng đã chốt cọc cho Trần Anh ô tô rồi. Ngày mai thì Trần Anh sẽ giao xe này cho anh trai. Đây cô chú anh chị, hàng E là sẽ trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài nha. Và Trần Anh cũng tặng cho anh trai một cái màn hình camera dê làm kỷ niệm thôi. Đó, đó là tình cảm anh em nha. Ok chưa? Xe đẹp sẵn rồi, chỉ việc chạy, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì. 209. Xét bên đây nữa, chúng ta lại gặp thêm một em rất là dễ thương, em Game Tre. Em này sản xuất năm 2010. Giá đâu đó thì 160 triệu. Một người em trai đã chốt cọc cho Trần Anh ô tô rồi nha. Một người em trai đã chốt cọc cho Trần Anh ô tô rồi. Được chưa? Xe sạch sẽ, keo chỉ thì rin hết, không một ngày giờ là dịch vụ nha cô chú anh chị. Anh chị nào đam mê cái đẹp thì alo cho em. Một người em trai chốt rồi. Đó là quay cho bà con biết những mẫu xe là đã chốt và những mẫu xe còn lại bên chi nhánh 3 bên em thôi. Anh chị đăng ký kênh và ủng hộ cho Trần Anh ô tô Đà Lạt Lâm Đồng. Bát cái này nè, bát cái này lên cho bóng. Đó, em còn lại mấy mẫu xe này thôi. Anh chị thích mẫu nào thì alo cho Trần Anh nhé. Em xin kết thúc chương trình tại đây này. Em see you and goodbye.